Hướng đông, tao mới từ hướng đông về đây mà, không thể nào. Lục Tiểu Phụng mà, ngươi chết ở đâu rồi chứ? Ê, khách quan, mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi. Khách quan xin hỏi uống gì vậy? Đại hiệp rất là dễ dàng, chỉ cần một thanh kiếm tốt, vậy là được rồi. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Chiêm ngưỡng xong chưa? Bây giờ trả lại cho ta được chưa? Kiếm thì là kiếm tốt, nhưng mà cho ngươi mang không phải có chút lãng phí hay sao? Nếu nói như ngươi, vậy thì ai mới xứng đáng mang thanh kiếm này? Đương nhiên là anh hùng hào kiệt rồi. Vậy bây giờ ngươi đã làm quen ổ thanh kiếm này rồi. Thả ta ra, có nghe hay không? Có nghe không? Thả ta ra. Ngươi biết ta lại hay không vậy? Có biết ta lại hay không vậy? Hả? Du ăn trộm đồ, tư không trích tinh. Vậy là ngươi cũng có chút hiểu biết đó. Vậy ngươi cũng biết là ta có mấy người bạn còn rất lợi hại, giống như Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu và Tây Môn Suy Tuyết nữa. Thả ta ra. Tiêm Suy Tuyết thật sự là bạn của ngươi? Tất nhiên là bạn của ta rồi, bạn bè đâu thể nào nhận bậy bạ được. Ta nói cho ngươi biết, Tây Môn Suy Tuyết là bạn thân nhất của ta. Ở trên giang hồ ai mà không biết chứ. Chọc giận Tây Môn Suy Tuyết là thê thảm lắm đó. Ngươi là con mèo hả? Ngươi ta chính cái mạng hay sao hả? Thả ta ra, có nghe không? Để, ngươi làm gì vậy? Làm gì vậy? Hả? Muốn làm gì? Phải làm sao mới có thể làm quen với Tây Môn Suy Tuyết? Ngươi rất muốn làm bạn với hắn hay sao? Đời này của ta kính phục nhất trong giới võ lâm chính là Tây Môn Suy Tuyết. Hắn là một võ sĩ, hắn thích nhất là bảo kiếm mà thôi. Nếu như ngươi tặng thanh kiếm này cho hắn, ta nghĩ không thành vấn đề đâu. Số điện dòng tổ giết, giết, giết. Cô lại. Ông là Tây Môn Đại Hiệp có phải không? Tôi là A Hoàng của hai người. Nè nè, hai người mau ra đây đi, Tây Môn Đại Hiệp đã về rồi. Bái kiến Tây Môn Đại Hiệp.
bái kiến Tây Môn phu nhân. Các người là ai nữa đây? À, tôi là bà ổn. Tôi thừa lệnh hầu hạ và tiếp sanh cho Tây Môn phu nhân. Tôi là đại phu. Các người thừa lệnh của ai tới đây vậy? À, có một vị hiệp sĩ trẻ tuổi đã mướn chúng tôi tới để hầu hạ Tây Môn phu nhân đó. Còn chuyện ông ấy tên gì họ gì chúng tôi cũng không biết. Đi, không cần sự hầu hạ của các người. Đi mau. Bẩm báo công tử, Tây Môn đại hiệp không chịu nhận. Người đang có âm mưu gì? Làm phiền tẩu phu nhân quá. Đoàn Nghệ, ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm qua mà ta chưa bao giờ nghe nói cái tên này. Bởi vì tôi rất ít khi hành tẩu giang hồ. Hơn nữa do công lại bình thường, cho nên Tây Môn huynh không biết tôi. Không có gì lạ. Có thể chống nổi 30 chiêu của tướng công nhà tôi, tôi nghĩ ở trên đời này không có tới 10 người đâu. Hôm nay nếu như không có tẩu phu nhân kịp thời ngăn cản, thì tôi đã mất mạng dưới đường kiếm của Tây Môn huynh rồi. Nói ra ta đây lỗ mãn. Thì đang ngươi báo cho phu nhân ta tới để bảo lãnh, còn tặng nắm đầu khỉ này nữa. Ở đây ta dùng trà thay rượu, mời ngươi một ly. Tây Môn huynh khách sáo rồi. Đoàn công tử tại sao lại để ý tới tướng công nhà tôi vậy? Thực ra trong bái thiệp lần trước đệ đã nói rõ rồi. Tại hạ suốt đời kính ngưỡng nhất là những kiếm khách kiếm thuật cao minh trong chốn giang hồ, và Tây Môn huynh là người mà tại hạ kính nể nhất. Tây Môn Suy Tuyết ta suốt đời thảo mãn, chỉ biết trượng kiếm trừ gian, khoái ý ân thù, làm chuyện gì mình thích làm thôi. Chỉ có điểm thẳng thắn đó thôi thì đã có ít người sánh kịp rồi. Huống hồ gì năm xưa cuộc chiến Tử Cấm giữa huynh và Diệp Cô Thành có thể nói là kinh thiên động địa, chấn động võ lâm. Tuy Bạch Dân Thịnh chủ dùng chiêu thiên ngoại phi tiên danh tiếng giang hồ, nhưng đã thất bại dưới đường kiếm của huynh. Lúc đó trong giới võ lâm đều suy đoán ai thắng ai bại, nhưng mà trong lòng của tài hạ, huynh đi không bao giờ thất bại. Đúng vậy, lần đó quyết chiến với Diệp Cô Thành, đó là cuộc chiến kinh động lòng người trong những trận quyết đấu ta từng gặp. Tài hạ nhớ khi huynh sử dụng chiêu thứ 37 đạp tuyết tầm mai, vốn là có cơ hội kích bại hắn. Nhưng mà Diệp Cô Thành cũng không phải là hạng tầm thường, ông ta không dùng thiên ngoại phi tiên mà đổi thành tiên nữ tán hoa, mục đích là để cho huynh thủ chứ không tấn công. Đạp tuyết tầm mai của huynh không thể trổ ra, và thiên sơn tài vọng của ông lại có thể trổ ra. Diệp Cô Thành cũng là một người tài giỏi chuyên sử dụng kiếm, nhưng mà khi tới chiêu thứ 49, ông ta vẫn đỡ không nổi chiêu ngạo tuyết hàng mai. Đoàn huynh hôm đó cũng có mặt sao? Cuộc chiến Tây Môn huynh và Diệp Cô Thành có thể nói là chấn động võ lâm. Nếu có cơ hội nhìn thấy, có chết cũng không ân hận. Nhưng đáng tiếc những tiểu bối giống như tôi không thể bước chân vào cấm viện. Cuộc quyết chiến lần đó được truyền tụng võ lâm, từ đó đều mới biết được. Nhưng mà từ sau cuộc chiến đó, ta không còn gặp được một đối thủ nào khác. Điều đó cũng khó trách. Ở tại Hoa Sơn, cuộc chiến với huynh và Tây Vật Lão Đạo, ông ta chưa đánh được 40 chiêu của huynh đã ân hận ở dưới trước ảnh du lâm của huynh rồi. Đối với những cuộc quyết đấu lớn nhỏ của ta, ngươi cũng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Dương Xuân Bạch Tuyết tri âm thiếu, tuy hai chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi đã xem Tây Môn huynh giống như tri kỷ từ trước. Được, vì chúng ta có duyên quen biến, cạn thêm một ly. Được. Tây Môn huynh, cạn. Cạn.
À, Tây Môn huynh, bây giờ đã trễ rồi, tôi xin cáo từ tại đây. Được, vậy ta tiễn ngươi. Không cần tiễn xa, mời. Mời. Tôi đã tìm khắp trong ngoài rất nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của thiếu trang chủ, nên không ngại đường xa xa xôi tới đây để mà kiếm ông đó. Làm sao hắn thất lạc vậy? Tôi cũng không biết nữa. Theo thói quen, mỗi lần tôi đều chuẩn bị lương khô và nước uống trong 10 ngày cho cậu ấy. Ngày thường cậu ấy vẫn bình thường mà. Trước khi hắn ta đi ra ngoài, có điều gì bất thường hay không? Ừ, hoàn toàn không có. Cũng giống như mọi khi, không có gì khác hết. Chuyện gấp rút trước mắt chính là phải tìm hắn về trước cái đó. Ê, trời ơi, chuyện đó tôi cũng biết. Nhưng mà trời đất bao la, ông kêu tôi đi đâu mà kiếm cậu ấy đây? Với võ công hiện nay của hắn ta, những người có thể hại hắn không nhiều. Nhưng mà nếu như hắn không kiềm chế được mình, ngược lại có thể sẽ xảy ra tai họa lớn cho võ lâm. Ngươi làm gì vậy? Tôi... Ngươi làm vậy là có ý gì? Tây Môn huynh, đừng bao giờ hiểu lầm nha. Hôm qua được nói chuyện vui vẻ với Tây Môn huynh đã đủ an ủi cuộc đời của tôi. Tiểu đệ cũng là người thích kiếm, đương nhiên hiểu rõ lý lẽ bảo kiếm cần phải giữ bên người. Kiếm này tuy rằng không phải thần binh lợi khí, nhưng cũng là báu vật gia truyền của đàn mổ. Tôi biết rõ, chỉ có huynh mới xứng đáng với nó. Thanh kiếm này quá quý báu, ta không thể nhận đâu. Ê, Tây Môn huynh à, thật ra hôm qua tôi đã có ý tặng cho huynh rồi, nhưng mà chỉ sợ huynh chê nó, cho nên mới lén lút trèo ở đây. Ta hành tẩu giang hồ bao năm nay, những thanh kiếm thật tốt cũng đã nhìn thấy rồi. Thanh kiếm báu này đây, thực sự là kiếm trong kiếm. Tuy rằng ta rất thích nó, nhưng mà không thích đồ của người khác. Thanh kiếm này ở bên mình tôi như áo đẹp mà đi đêm, thật sự lãng phí sắc sáng của nó. Thôi thì hãy để nó theo huynh cùng huynh phiêu bạc giang hồ, là một kiếm khách có một không hai. Đó mới là tâm nguyện của tôi. Tây Môn huynh, xin huynh hãy nhận cho. Được rồi, nếu như người đã kiên quyết như vậy, ta cũng không khước từ. Như vậy đi, tuy rằng thanh phong kiếm của ta không thể sánh bằng kiếm của người, nhưng mà nó đã cùng ta trải qua biết bao trận chiến lớn nhỏ. Đây là thanh kiếm có sát khí, hãy lấy thanh phong kiếm của ta trao đổi với người, vậy chúng ta đều không ai thiệt thòi. Hãy nhận đi. Tây Môn huynh, huynh thật sự tốt với tôi quá. Kiếm thuật của Tây Môn huynh uyên bác rộng lớn, đoàn mộ chỉ học được bên ngoài thôi. Đoàn huynh tuổi trẻ như vậy lại có kinh nghiệm đối địch, trong chốn giang hồ ta hoàn toàn không nghe nói gì tới đoàn huynh. Không lẽ Tây Môn Sư Tuyết ta không để ý tới? Không phải vậy, tuy đoàn mộ rất ít hành tẩu trong chốn giang hồ, nhưng mà thường hay soi võ nghệ với tất cả võ lâm nhân sĩ. Tại sao nói vậy? Tây Môn huynh, huynh đã từng nếm vị của sự cô độc chưa? Trước khi thành thân, đã từng phiêu bạc giang hồ. Sự cô độc mà ta từng trải không có ít hơn người khác, nhưng mà chắc chắn không nhiều bằng tôi. Có lẽ từ nhỏ tới lớn, bên cạnh tôi hoàn toàn không có một người bạn nào, cho nên mỗi lần tôi tự mình luyện kiếm đều cảm thấy có vẻ siêu nhiên. Không biết lúc nào
tôi đã đi lạc vào một cảnh giới hư vô. Cảnh giới hư vô? Tây Môn huynh, với tuyệt thế võ công trên người của huynh, bây giờ lại sống ở chỗ này, huynh không cảm thấy đáng tiếc à? Bây giờ trong mắt ta chỉ có cảnh sắc núi hồ. Điều ta muốn chính là một gia đình và một cuộc sống yên bình. Tây Môn huynh, huynh thay đổi rồi. Giai đoạn hiện nay của đoàn huynh ta cũng đã từng trải qua. Lúc nãy người hỏi ta đạo dùng kiếm là gì, bây giờ ta trả lời ngươi, đạo dùng kiếm chính là có thể dùng nó ra trận giao phong, khắc định chế thắng. Bây giờ ta chỉ biết dùng nó để theo đuổi cảnh giới cao nhất về mặt võ công. Nhưng huynh không cảm thấy như vậy đã phụ lòng nó rồi sao? Và cũng phụ lòng võ công trời ban cho huynh rồi sao? Muốn trở thành một kiếm khách tuyệt đỉnh cần phải lạnh nhạt vô tình, trong lòng chỉ có kiếm. Điều bây giờ ta cần không phải những thứ đó. Vợ và con, họ thật sự quan trọng đối với huynh như vậy à? Ngươi chưa có cảm giác được làm chồng, chưa có cảm giác được làm cha, thì những điều kỳ diệu đó ngươi khó mà hiểu được hết. Tôi rất thất vọng đối với huynh. Huynh không còn là Tây Môn Suy Tuyết nữa. Con người ta thay đổi, nhưng mà tình cảm của ta với kiếm mãi mãi không thay đổi. Xem ra tôi chỉ còn trở về cảnh giới hư vô mới có thể tìm được đối thủ thật sự. Tây Môn huynh, đúng ra tôi muốn cùng với huynh xông vào một cảnh giới, nhưng mà chuyến đi này tôi đã công cốc rồi. Cố chấp không giác ngộ. Đoàn nghệ đang giết. Cố chấp không giác ngộ đang giết. Sao vậy? Ủa, người bị sao vậy? Sư phụ. Sư phụ. Là ai đã giết chết người vậy? Là ai đã ra tay vậy? Sư phụ. Là ai đã giết chết người? Suy Tuyết, muội nghĩ huynh hãy đợi muội ở đây đi. Tuy sư phụ của muội ngày trước xích mích với huynh, nhưng bà ta đã từ trần rồi, huynh cũng không truy cứu nữa. Huynh vì nể tình muội nên mới tới. Muội biết là huynh tốt với muội, nhưng mà khi chúng ta thành hôn, cả Nga Mi này đều đã thay đổi. Muội không muốn huynh lên trên đó để có chuyện nữa. Huynh ghét nhất hạng người giống như sư phụ muội, cố chấp không giác ngộ. Huynh đừng khiến muội phải khó xử nữa, có được không? Được, huynh nghe lời muội. Thank you.
mũi trở về đây sao? Đi, chúng tôi không quan nghênh ngươi. Các ngươi không ra thể thống gì? Sư phụ chúng ta đã qua đời rồi. Nếu như thành tâm đến đây bái tế, chúng ta đều rất quan nghênh. Hơn nữa, Tú Thanh là người của phái Nga Mi chúng ta. Tú Thanh khi sư phụ còn sống rất thương muội, người nhất định rất muốn gặp mặt muội. Đa tạ trưởng môn sư tỷ. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, không thể ở bên cạnh sư phụ, để người chết thật oan uổng, chết không nhắm mắt. Sư phụ, trưởng môn sư tỷ, tỷ có biết là ai đã giết chết sư phụ không? Ta không biết. Nếu như ta biết được, không lẽ chúng ta không trả thù giùm cho sư phụ sao? Sư phụ, sao rồi? Có biết được ai giết không? Sư phụ chết rất thê thảm, muội lại không giúp được gì. Chúng ta hãy về đi. Kiếm của huynh đâu? Mấy hôm trước huynh đã đổi với đoàn nghệ rồi. Sao huynh lại sơ ý như vậy? Lỡ như hắn lấy kiếm của huynh để giết người, chẳng phải sẽ liên lụy huynh sao? Nếu mà như vậy, những người hắn muốn giết cũng là đáng chết, huynh đâu sợ bị liên lụy? Huynh tin tưởng hắn tới như vậy à? Tại sao huynh lại không tin tưởng bạn bè chứ? Ngày xưa huynh kết giao bằng hữu cẩn thận lắm mà. Người và người với nhau cũng nhờ vào duyên phận. Có lẽ hắn có duyên với huynh. Nhưng mà muội cảm thấy hắn xuất hiện rất kỳ lạ. Muội đừng lo, không sao đâu. Chúng ta về đi. Môn huynh, ngươi thua rồi, đưa ngân lượng ra đi. Nè, ta tìm được Lục Tiểu Phụng rồi đó. Ê, xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngươi lại mặc đồ của Tây Môn Siêu Tuyết vậy? Còn lấy kiếm của hắn nữa, ngươi. Tôi là bạn của Tây Môn huynh, còn thanh kiếm này là của Tây Môn huynh trao đổi với tôi. Cái tên Tây Môn Siêu Tuyết này quen biết với nhau, ta lấy đồ quý đổi với hắn, hắn lại không chịu đổi. Không được chút nào hết. Còn nữa nha, có một chuyện này Tây Môn huynh kêu ta chuyển lời tới ngươi, đó là kêu ngươi lập tức bỏ đi cái tật xấu là ăn trộm đồ. Hả? Tây Môn huynh không hy vọng là sẽ có một người bạn như ngươi vậy đâu. Cái gì? Ngươi nói gì hả? Hắn biết rõ thích ăn trộm là bản tính của ta, chỉ cần ta thích thì từ cái gối của hoàng đế cho đến việc trộm gà trộm chó, ta thích trộm là trộm đó, ngươi có biết hay không? Hắn không thích ta, ta hỏi ngươi, có phải Tây Môn Suy Tuyết nói vậy hay không? Ngươi nói đi. Hắn chẳng qua là không muốn nói mà thôi. Tây Môn Suy Tuyết. Tôi không trách tin. Đã tìm được Lục Tiểu Phụng rồi chứ? Ngươi muốn tìm Lục Tiểu Phụng nữa hay sao? Ngươi còn cần những người bạn như chúng ta nữa hay sao? Có phải là các ngươi có hiểu lầm gì không? Cho dù có hiểu lầm, đó cũng là chuyện tốt mà tướng công cô đã làm. Còn nữa, nói cho ngươi biết, trời sinh ta ra là thích ăn cắp đồ, không cho ta ăn cắp phải không? Trừ khi mặt trời mọc ở hướng Tây đi. Tại sao hắn lại giận dữ tới như vậy chứ? Có trời mới biết được. Đi thôi. Đoàn huynh. Ê, Tây Môn huynh, hai người về rồi à? Sao huynh ăn mặc giống hệt ta vậy? Tây Môn huynh, tuy rằng đoàn mổ quen biết huynh cũng không lâu, nhưng mà coi như chúng ta cũng đã hiểu nhau rất nhiều rồi. Tôi nghĩ thôi thì chúng ta đào duyên kết nghĩa, kết bái hôm nay.
Từ nay về sau xưng hô bằng huynh đệ nghe. Không được. Đồng huynh, ta có chuyện muốn nói với huynh. Ta biết rõ huynh là một người nặng tình, nhưng mà chuyện kết nghĩa không phải là trò chơi. Hơn nữa, thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không lâu lắm. Ta nghĩ chuyện này hãy để từ từ tính sau đi. Thưa môn huynh à, có phải huynh chê bai đoàn mổ này không? Nếu như tôi làm sai ở chỗ nào, huynh nói với tôi sẽ sửa đổi. Ta không có ý đó. Vậy thì tôi mong huynh chê đoàn mổ võ công thấp kém, không xứng đáng làm bạn với huynh à? Ta đã nói rồi, không phải là nguyên nhân đó. Thì ra tất cả chuyện này đều là cách nghĩ phiến diện của tôi. Tôi đã trèo cao làm bạn với huynh, trong mắt của huynh tôi hoàn toàn không xứng đáng làm bạn. Huynh yên tâm đi, sau này tôi không phiền huynh nữa. Đồng huynh, huynh làm gì vậy? Tề Môn huynh, hôm qua tôi có lỗi, huynh hãy phạt tôi đi. Suốt đêm qua huynh quỳ ở đây sao? Hôm qua tôi đã vô lễ với huynh, không những tôi đã nổi giận đối với huynh, sau đó tôi càng không nên bỏ đi. Huynh hãy tha thứ cho tôi. Thật ra chuyện tối đêm qua ta hoàn toàn không để trong lòng. Huynh đứng dậy đi. Ý huynh nói huynh chịu tha thứ cho tôi, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn với nhau à? Chuyện đó đương nhiên. Đa tạ Tây Môn huynh đã đại lượng như vậy, đầu mổ kể như không có kết làm bạn. Suy Tuyết, huynh về rồi sao? Huynh vừa đi gặp Đoàn công tử hả? Muội đã biết mà, hắn tới đây năn nỉ huynh tha thứ cho hắn. Thật ra mọi người làm bạn với nhau, lâu lâu có tranh chấp cũng là điều khó tránh. Con người của hắn sao mà quá cố chấp, giống y như là con nít vậy. Huynh không cảm thấy hắn hay thay đổi quá hay sao? Huynh lại không hề có cảm giác đó, ngược lại huynh thích sự chân thật của hắn, làm gì cũng rất thật lòng. Điều này rất giống với Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh. Lúc muội đi tới bái lại sư phụ của muội, phát hiện ở giữa chân mày có một vết kiếm, vết thương vừa nhỏ vừa mỏng, giống hệt như là thanh phong kiếm của huynh vậy đó. Có chuyện vậy sao? Muội nghi ngờ hắn có liên quan tới cái chết của sư phụ muội. Muội không dám khẳng định như vậy, nhưng mà có lẽ là sự suy đoán cá nhân của muội. Cần phải biết binh khí trong thiên hạ có rất nhiều và đủ loại, có một thanh kiếm như thanh phong kiếm của huynh không có gì lạ đâu. Tướng công, huynh nghe muội nói, muội luôn cảm thấy con người của hắn tính khí kỳ lạ, huynh phải đề phòng con người này nhiều hơn mới được. Đại phu, thai nhi như thế nào? Huyết mạch điều hòa, tất cả bình thường. Hơn 2 tháng nữa chắc chắn đứa bé sẽ chào đời. Nhưng mà mấy ngày gần đây bà phải đặc biệt chú ý, đừng bao giờ để đụng chạm và dấp té, bằng không rất dễ bị hư thai. Đa tạ sự nhắc nhở của đại phu. Bé kẹo hồ lô, mời ghế xem, mời ghế xem. Bánh bao nóng hổi đây, bánh bao nóng hổi đây. Dạ mời ghế xem vô đi. Ghế vô cô nương. Cải xanh đây. Vô đỏ đây. Ai trân trọng, trân trọng nha, trân trọng nha. Lần sau ghé nữa nha. Ngươi muốn làm gì? Không phải bà rất muốn biết ai đã giết chết sư phụ của bà sao? Bây giờ tôi nói cho bà biết, không phải tôi. Nhưng đâu có nói là ngươi. Bà nói dối. Không phải bà nói với Tề Môn huynh, bà nghi ngờ tôi sao? Ngươi đã ở bên ngoài nghe lén sao? Cái bà già Từ Ân kia chết rồi, bà phải vui mừng mới đúng chứ. Tề Môn huynh từng kể với tôi về hôn nhân của hai người, các người là tiên đồng ngọc nữ, một cặp bích nhân. Nhưng mà bà già kia quá ngoan cố, ý mình võ công cao, giai vế cao, đã tìm mọi cách ngăn cản các người. Là trưởng môn một phái nhưng lại không chịu giác ngộ, cần phải ngàn dao xẻ thịt. Tôi thật đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ngươi còn không chịu thừa nhận ngươi đã giết chết sư phụ của ta. T
tại sao bà lại hiểu lầm tôi? Ngươi điên rồi. Tôi trọng tình trọng nghĩa, vì bằng hữu tôi có thể hy sinh tất cả, lên núi đào xuống biển lửa cũng không từ. Tôi có gì không đúng? Nếu nghi ngờ, bà có thể trực tiếp hỏi tôi. Làm bạn với nhau phải thẳng thắn với nhau mới được chứ. Cũng may tôi có người bạn như Tây Môn Quynh. Nếu như Quynh ấy không nói với tôi, tới bây giờ tôi còn không biết gì hết. Tại sao bà lại ghét tôi như vậy? Tại sao bà lại hiểu lầm tôi như vậy? Tại sao bà lại không chịu tin tôi? Bà nói đi, bà nói đi. Người cho ta về nhà đi. Người đi đi. Bà nói đi, bà nói đi. Tôn phu nhân đã đi về lâu lắm rồi, sao vậy chưa về tới nhà hả? À, cẩn thận nha, tạm biệt. Bánh bao nóng hổi đây. À, uống đi, uống đi, uống đi. Rồi. Dạ mời khách quan, dạ mời. Ghé vô cô nương ơi, trông chóng cô nương ơi. Tú Thanh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhanh lên, về nhà rồi nói. Được rồi. Nè, ánh mắt của hắn lúc đó trông rất hung dữ, như là muốn giết người vậy. Muội không lo cho bản thân mình, chỉ sợ hắn làm hại con của chúng ta mà thôi. Muội đừng lo, cô Quỳnh ở đây không ai dám ăn hiếp muội đâu. Muội thật sự rất sợ, muội thật sự rất sợ. Nhưng mà hắn vốn không làm chuyện gì có hại tới muội, có phải là muội đa nghi không và hiểu lầm hắn? Muội mãi mãi không thể nào quên được hắn trợn to cặp mắt nhìn muội. Sao vậy, Quỳnh không tin lời muội nói sao? Không phải. Đại phu cho biết, những người đàn bà có mang tâm lý thường không ổn định, thường hay suy nghĩ lung tung. Nhưng mà muội cảm thấy cái chết của sư phụ muội có liên quan tới hắn. Huynh hứa với muội, chỉ cần huynh điều tra ra ai đã giết sư phụ muội, huynh sẽ không tha cho người đó. Bây giờ huynh đi sắc thuốc đi.